Xin chào quý anh chị, mình là Hằng, cố vấn định cư Canada tại ICAC. Thì rất là biết nỗi lo lắng của quý anh chị về vấn đề là khi mà mình định cư ở Canada thì gặp những vấn đề lo lắng gì. Có lẽ nhiều gia đình ở Việt Nam lựa chọn Canada là nơi định cư vì ở đây người dân sẽ được hưởng những lợi ích về bảo hiểm y tế, giáo dục miễn phí này, cũng như là tấm hộ chiếu quyền lực, việc làm với thu nhập cao, môi trường sống văn minh và không khí trong lành. Thì ngoài những điều kiện thuận lợi đó ra thì quý anh chị ở Việt Nam cũng rất là lo lắng khi mà mình đến Canada, mình có gặp những khó khăn trở ngại gì, thì hãy cùng ICAC tìm hiểu những lý do này nhé. Đầu tiên là về vấn đề thời tiết. Nhắc tới Canada thì mọi người đều nghĩ là ở đây khí hậu vô cùng khắc nghiệt, lạnh lẽo, băng tuyết bao phủ. Thì đối với một nước nhiệt đới như ở Việt Nam thì mọi người đã quen sống với khí hậu là nhiệt đới gió mùa nóng ẩm thôi, chứ không có quen sống với khí hậu lạnh lẽo. Nhưng mà mọi người hãy yên tâm là ở Canada thì có cái về thiết bị sưởi ấm luôn được đặt trong mọi gia đình, được đặt trong nhà của mọi người ha. Thì khi mà đi ra ngoài đường á thì cũng có thiết bị hệ thống sưởi ở nhà nước được lắp đặt. Canada với lãnh thổ trải dài từ đông sang tây thì hiện tại ở Canada mang trong mình khí hậu vô cùng đa dạng. Ở phía bắc thì mình sẽ lạnh, nhưng mà ở phía nam thì khí hậu là bốn mùa rõ rệt, xuân hạ thu đông đều có đủ ha. Thì khi mà mình sống ở phía nam á thì quý anh chị cũng sẽ được hưởng những cái tiện ích, khu dân cư đông đúc nè, nền kinh tế thì đa dạng, rất là dễ kiếm việc làm. Thì khi mà anh chị đến đây thì anh chị sẽ không phải lo nghĩ về vấn đề thời tiết, mà mình sẽ được hưởng những cái dịch vụ và tiện ích còn lại nhé. Tiếp theo, một trong những nỗi sợ của quý anh chị khi mà đến Canada đó là về chi phí mua nhà ở tại đây. Thì Hằng cũng có lời khuyên với các anh chị á, là khi mà mình mới đặt chân đến Canada thì mình không nên mua nhà đầu tiên nha. Vì khi các anh chị mới đến một đất nước mới thì mình cần hiểu rõ những tiện ích nơi đây, cần hiểu rõ cái môi trường sống như thế nào, để có thể là mình chọn cái nơi ở phù hợp với gia đình của mình. Đồng thời các anh chị cũng nên lưu ý là khi mà mình mua nhà đó, mình phải tìm hiểu kỹ về giá nha, để tránh trường hợp là mua giá nhà quá cao hoặc là bị vướng các cái tranh chấp về căn nhà đó như thế nào, thủ tục pháp lý như thế nào mình phải hiểu rõ nha. Hiện nay thị trường nhà đất ở Canada đang trong giai đoạn lý tưởng, thì giá nhà thấp nhất hiện tại ở hai thành phố, thứ nhất là Vancouver, thứ hai là Toronto, còn những thành phố khác thì mình có thể là tìm hiểu thêm giá nhà đất ở trên mạng nha. Và nỗi lo tiếp theo là về đầu tư việc học cho con cái. Thì hiện tại ở Canada có các trường công lập và tư thục trải dài ở các tỉnh bang, và khi các bé qua bên Canada học tập thì sẽ được học miễn phí từ năm 6 đến năm 18 tuổi tại tất cả các trường công lập. Quy trình nhập học và thời gian khai giảng của mỗi trường ở mỗi tỉnh bang sẽ khác nhau, tuy nhiên sẽ có từ 2 đến 4 thời điểm tùy thuộc vào tỉnh bang nha. Thì các bé khi mà mình mới qua thì mình có thể dựa vào cái thời điểm này để đăng ký học cho phù hợp với cái giai đoạn đang học ở Việt Nam của mình. Và nỗi lo cuối cùng cũng là nỗi lo của hầu hết các anh chị ở Việt Nam khi mà mình mới qua Canada, đó là cơ hội việc làm. Thì tại Canada hiện tại đang thiếu hụt lao động rất là nhiều, vì cái số lượng người già cũng như là người không có lao động được á, ở Canada rất là cao, cho nên đã dẫn đến cái tình trạng là thiếu hụt lao động ở đây. Thì cái môi trường làm việc cũng như là cái giao tiếp ngôn ngữ là các anh chị sẽ quan tâm. Tuy nhiên mình cũng đừng nên lo lắng, tại vì cái phần lớn ở Canada cũng có số lượng người Việt Nam rất là đông đảo. Về cái thời gian làm việc thì vừa bán thời gian mà vừa toàn thời gian, đây là cái lý do để anh chị có thể là tìm một công việc phù hợp với cái điều kiện gia đình của mình.
Trên đây là một số chia sẻ của ICC về những lo lắng của các công dân khi mà mình quyết định sang Canada để định cư. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.